Kính thưa sư, con ghét gia đình của con. Bố con thì dở hơi, bố con xa nhà. À, một tháng về 2 lần, hầu như lần nào về cũng chửi mẹ con. Nói chuyện rất ức chế với cả nhà. Hồi con còn nhỏ, mẹ con nhiều lần định tự tử. Con và bố con mỗi lần nói chuyện hầu như đều to tiếng. Con cảm thấy mẹ con luôn kìm kẹp con. Lúc con phát tâm ăn chay, ngày hộp và rằm thì làm nhiều món ngon để phá con. Khi con tu tập các khóa tu thì gọi điện tìm các lý do khiến con phải suy nghĩ và nhiều việc trong cuộc sống hàng ngày. Bây giờ con cảm thấy cuộc sống chả có ý nghĩa gì. Thân con nhiều bệnh, trí tuệ không nhiều. Nhiều khi con muốn bỏ nhà đi, không còn suy nghĩ chuyện gì nữa. Nhưng con lại sợ mẹ con ở nhà một mình trái gió trở trời. Xin sư cho con lời khuyên nên làm gì? Cái vị mà đặt câu hỏi này á, sư không biết là quý vị có nhận ra hay không, là chính mình á, đang rơi vào một cái trạng thái đó là bất mãn. Mà chính cái sự bất mãn này nó làm cho đời sống của mình nó trở nên rất là tồi tệ. Nó khiến cho mình thay vì nhìn á, mọi sự đúng theo cái bản chất của nó, tức là vừa có trắng vừa có đen, vừa có dơ vừa có sạch, thì mình chỉ toàn nhìn vào những cái khiếm khuyết thôi. Mình chỉ toàn nhìn vào những cái điều mà mình để cho mình bất mãn. Thì chính cái đó nó làm cho mình trở nên tệ thôi. Thành ra sư không kêu quý vị ăn súp gà để mà nhìn cuộc đời một cách lạc quan, nhưng sư cần quý vị nhìn cuộc đời đó một cách chân, nó có cái gì mình nhìn đúng hết toàn bộ các mặt, nó phải có toàn bộ các gam màu. Chứ sư thấy quý vị trình bày toàn một gam màu xám thôi, nhưng cuộc đời nó không chỉ có đơn giản như vậy. Nhưng mà do cái nhìn của mình bị khiếm khuyết đó, mình đeo một cái cặp kính màu xám vào thì mình chỉ thấy xung quanh toàn màu xám, và chính nó là cái kẻ thù mà mình phải đối mặt trước. Đó chính là sự bất mãn và nhìn lỗi. Hãy kiểm tra. Cái thứ hai đó là mình nên xem lại coi mình có giữ giới hay không. Cái giới của mình có trong sạch. Thông thường đó, khi mà mình sanh vào một cái ngôi nhà mà chịu nhiều những cái bất hạnh, thường nó là do vấn đề của giới. Có khi là mình không giữ giới ở đời quá khứ, rồi cái đời này á, mình cũng cái giới mình cũng chưa có trong sạch. Chính bởi vì như vậy nó dẫn đến cái bất hạnh kéo dài. Phải cẩn thận cái này. Và trong Tăng Chi Bộ Kinh á, có 4 hạng người Đức Thế Tôn nói. Thứ nhất á, là cái hạng người từ tối đi vào tối. Thứ hai là hạng người từ tối đi vào sáng. Thứ ba hạng người từ sáng đi vào tối, và thứ tư là người từ sáng đi vào sáng. Cái chuyện mà mình phải đối mặt nhiều những cái bất hạnh đó, thì đó là cái hạng người tối, tức là mình gặp nhiều những bất hạnh nè, mình nghèo khổ, rồi mình nhiều bệnh tật, rồi gia đình không có hòa thuận, thì đó là từ tối. Nhưng cái quan trọng là mình chuẩn bị như thế nào, mình có vì cái chuyện đó đó mà mình làm các ác nghiệp sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, hay là mình vì cái chuyện đó mình trở nên bất mãn, rồi mình trở nên gọi là vô ơn đối với người đã giúp đỡ mình. Sư đặt câu hỏi và quý vị thử suy nghĩ kỹ coi, cái người cha đó mà theo như cái sự mô tả của quý vị, có bao giờ cái vị ấy thể hiện cái sự quan tâm đối với gia đình, có bao giờ, dù là nhỏ nhặt nhất có không? Và nếu có thì khi đó mình có thể hiện cái sự biết ơn, cái sự quan tâm đó hay rồi. Thì khi mà quý vị thấy một cái cuộc sống mà nó không có ý nghĩa gì đó, thì xin thưa là mình phải xét lại mình trước, và
ráng nha, ráng từ tối đi vào sáng, tức là mặc dù cái hoàn cảnh gia đình mình như vậy đó, nhưng mà mình vẫn ráng bố thí, vẫn ráng giữ giới, vẫn ráng sống một cuộc đời thiện lành. Và đặc biệt á, là sư nói là mình nên từ bỏ, bớt đi cái tâm tình mà chỉ toàn nhìn lại và chỉ thấy toàn những sự tiêu cực thôi, chứ mình không thấy được toàn bộ bức tranh, thì đó thì mới là từ tối mà đi vào sáng. Chứ còn nếu như mình từ tối đi vào tối thì mình không giải quyết được vấn đề. Xin thỉnh hai sư có ý kiến gì không, sư Chánh Tâm? Bạn này đang rơi vào tình trạng là suy nghĩ tiêu cực, nhìn cuộc đời màu đen. Thì ở đây mình đang cố chấp về một cái hướng là bởi vì mình cứ tưởng rằng đó là mọi người trong gia đình không có như mình, là mọi người trong gia đình chứ giống chừng giống như kiểu như là cái chỉ mỗi dù giờ mình tìm cách làm cho mình khó chịu. Thực chất quý vị biết á, trên đời trên thế gian á có nhiều cái hiểu lầm. Bây giờ tôi đơn cử trong đây là bạn nói là ngày rằm tháng hai rồi mình cố tình làm món ngon để giống như thử thách mình, trêu mình, dạy mình giống như là món ngon mình nhịn nói không nha. Thì cái này là do tự mình nghĩ chứ không phải là bà nóng, cái chuyện nào mình là mình nói là phải bà nóng là thiệt chứ. Này thì giống như là một cái vấn đề mà khi mà mình bị cái cảnh khắc chế ức chế mình nghĩ vậy. Thật ra là do cái tham tham thôi quý vị, đó là ví dụ như bây giờ mình đi tham gia một cái chương trình, mình đi vé mình coi một chương trình là đại nhạc hội đi, ca nhạc ấy. Mà cái đầu chương trình thì nó có một cái buổi, một cái chương tiết mục gọi là cái ông diễn á, người ta diễn họ lên họ đọc cái diễn văn 5-10 phút, 15-20 phút. Thì nếu mà đi sớm tới đó thì mình nói ông nội này đọc xong mình dài dữ, dài quá không xuống nghe ca nhạc đừng nghe. Nhưng nếu mà mình là đi trễ, mình kẹt xe gì đó mình trễ, mình coi đồng hồ bài thì lúc đó mình lại giá cho cái ông nội đó đó, ông đọc như văn đó, đó ông đọc như nhanh chút cũng được, ông đọc cho chậm chút để mình đừng có bỏ lỡ cái tiết mục đầu. Thì do cái nhu cầu con tham mà lúc thì mình tại sao cũng mình cũng chương trình đó, cũng cái ông đọc cái bản diễn văn đó, mà có lúc thì mình lúc đầu thì mình nếu mình trên trước thì mình lại chầu giống đọc cho mau, nhưng mà nếu mà mình kẹt xe mình lỡ mình trễ mình chầu đọc nhiều một chút, cái như tham tham nó giải quyết cái vấn đề, nó đặt vấn đề để mình ra được cái tư duy. Thì cũng vậy á, ở đây á tôi ví dụ giờ mình hẹn bạn đi uống cà phê, bạn ra trễ cái mình bắt đầu mình nhưng mà thực chất á, nếu nếu mà mình có cái tránh tư duy, mình có cái sự thông cảm á, thì luôn luôn mình nghĩ tốt về người ta. Có thể là bạn mình kẹt xe, bạn mình bị vấn đề này nọ, chứ không phải ta cố tình ta kẹt. Còn mà mình cứ bức xúc là thằng này nó kẹt trễ hoài, lần nào nó cũng trễ, mình cứ đau khổ về về cái hành động của người khác. Hàng ngày mình đau khổ do bản thân mình là đủ rồi, đừng để người khác làm cho mình đau khổ. Trường hợp mẹ mình á, ví dụ như một ngày rằm một bài rằm ta đóng quan không, đâu ai nói cho mình biết đâu, là người ta nhiều khi mẹ mình là nói thẳng cho mình là tao gà tao muốn nóng ngon để tao ra chơi mẹ, cho mày thử thử thách mẹ cái mức độ nào, mày ăn chay cái mức độ nào thì đó mình xác định. Còn này mình do mình tự nghĩ thì đơn giản, rất đơn giản là ngày đó mẹ mình gần 30, mấy ngày đó thì có thể mẹ mình muốn nấu ngon cho gia đình mình ăn thiệt sự đâu, còn mình ăn chay kệ mình chứ, tại mình là con trong gia đình chứ không phải mình là ông nội bà nội gì trong nhà đâu. Mà khi mà mình ăn chay người ta phải theo mình, cho nên á mình cái chuyện mà mình gọi là mình đặt vị thế mình quá lớn bắt người ta phải theo mình thì không được. Có những cái hiểu lầm rất là tai hại, khi mình tiêu cực rồi mình luôn luôn nghĩ xấu về người khác, người ta nhìn mình thôi mình cũng nghĩ xấu về người ta nhìn mình thôi mình nói muốn hại tôi gì đây. Cho nên cái vấn đề của mình ở đây á, là mình nên tập cái tránh tư duy, là khi mà cái chuyện xảy ra mình làm ơn mình lầu mình moi ra cái ý nào tốt về người đó, ví dụ họ làm cái sự không vừa lòng đối với mình,
giản là quý vị đau khổ về gia đình, quý vị cái người thân là cái người làm cho mình khổ, mà mình tu á, cái người nhà mình nó mình tu không nổi, làm sao mình tu người bên ngoài, người bạn bè này nọ hoặc là những người ở ngoài mà nghe cho mình chỉ khó chịu chút là mình bỏ lên liền. Người trong nhà đó mà mình nhìn ông nội ba mình mà đẻ mình, đẻ ra mình, mẹ mình đẻ ra mình, lập ơn sinh tấn sinh thành mình, mà có cái tâm gọi là bất mãn thì thưa sống ở bên ngoài xã hội khổ vô cùng, khổ vô cùng. Tại vì với cái sự quen đó, với cái thói quen đó, mình đi ra mình làm việc ra ngoài, mình sinh hoạt, mình chơi ở ngoài, ngoài mình làm công việc hay là mình đi chơi ngoài, mình luôn luôn có sự bất mãn với những người khác. Cái đó là cái sự khổ của mình mà mình không 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 khắc phục bằng cách là bơm cái gì xảy đến là bơm suy nghĩ tích cực về về đối tượng đó, hàng ngày mình phải suy xét. Bây giờ lúc đó dụ như cái trường hợp người ta đi người ta đụng chúng mình là mình cứ trong toàn mình cứ cái ý tưởng, cái tư tưởng là người ta tiếp chuyện với mình, mày muốn chơi mình nè, đụng mình nè, rất đột tụi thì lúc đó có thể mình không có dằn tâm được, mà mình có thể là đi lộn với họ, nhưng mình về rồi hơn nhớ lại và tìm cách nại ra cái ý tưởng nào đó để nghĩ tốt thì đại khái đơn giản thôi. Ví dụ như chắc người này không cố ý thôi, họ vô tình thôi, họ vô tình họ đi gấp quá họ đụng thôi, tức là mình phải nại ra được cái ý nào để binh vực cái người đó chứ không phải binh mình. Còn bình thường á mình chỉ trong ý thức mình á, mình chỉ nại ra những cái ý, cái suy nghĩ rằng là mình binh vực bản thân mình thôi, nhưng mà ở đây mình phải nại ra được cái ý bằng mình binh vực người khác, thì khi đó mình mới an toàn được, mình mới tâm mình mới buông xả khỏe. Còn không thì mình cứ khổ hoài, mà đặc biệt là những người thân của mình, những người thân của không có nhìn nhận thì ra ngoài cũng khó biết cái gì, cứ khổ dài dài vì cái tư nhân, cái nghĩa tiêu cực, và cũng không ai giúp được mình mà mình thôi. Cho nên có thể là mình có một cuộc nói chuyện với mẹ mình hiểu rõ hơn, nhờ cái người có uy tín tâm bài đó ngồi để mình trình bày, mình nói những cái bức xúc ra để mẹ mình nói, những khi nó hiểu lầm, khi đó là hiểu lầm thôi, mà cứ có những gia đình nó hiểu lầm, con cái vợ chồng cha mẹ nó giữ mấy chục năm, giữ mấy chục năm rất là khổ. Những cái tư duy tất nhiên là những cái gì bạn kể ở trên cái group này á, trên câu hỏi chỉ là một phần nhỏ trong trong cái quá trời luôn, ngày nữa cả quá trời. Khi mẹ mình sai mình làm nhiều hơn em mình, mình cho rằng mẹ mình ghét mình chẳng hạn, có nhiều lý do đó. Cho nên cái quan trọng xem xét lại và mình phải suy nghĩ tốt về người người ta. Cho nên là khi cha mẹ mình làm như vậy cảm thấy bực bội thì ơn suy nghĩ tốt lại, suy nghĩ tốt người ta nên không phải tâm muốn tình ta là ấy mình đâu. Còn cái lý do khác mình hãy ra được cái lý do khỏe nha, mình hãy ra được cố gắng chịu. Sư Chính Tâm và sư Anh Tại trả lời câu hỏi này cũng rất đầy đủ và đủ này, nên xin lướt qua câu hỏi này. Ôi, xin lỗi ha, cái mic nó bị mút. À. Rồi, sư nói lại ha. Sư nói lại.
xin lỗi quý vị, là chúng ta cần phải cẩn thận để không chừng mình là cái người vô ơn. Tại vì coi coi là cha của mình có nuôi mình hay không, cái chuyện mà cha mình đi 1 tháng 2 tháng như vậy có phải là đi làm hay không. Nếu nếu như mà đi làm á thì cha mình có nuôi mình không, mình có ăn cơm, ăn cái sự nuôi nấng của cha mình lớn lên hay không. Nếu như mình coi cái chuyện cha mình nuôi mình là cái bổn phận á nha, thì cái chuyện mình phải thương cha mình, phải yêu cha mình, phải hiếu thảo với cha mình, đó cũng là bổn phận. Còn nếu như mình xem cái chuyện mà mình phải hiếu thảo với cha mình nó không phải là bổn phận của mình, thì cái chuyện cha mình nuôi mình họ đó cũng không phải là bổn phận của cha mình. Mình muốn người ta có bổn phận với mình thì mình phải có bổn phận với người ta. Nhớ những cái chuyện đó. Ở đời đó là cái con đường gọi là hai chiều, chứ còn mình cứ suy nghĩ là người ta phải có bổn phận với mình, còn cái chuyện mình như thế nào với người ta cái đó là chuyện của mình, thì cái đó không có nên. Đó là cái kiểu vô ơn, không có nên. Cái thứ hai á là ở trong Thiên Cung Sự á có nhắc đến một cái người vợ được sanh về cõi trời làm tiên nữ, rất là nhiều phước đức, có lâu đài đền cát, rồi có người hầu kẻ họ kẻ hạ vân vân. Cái nguyên nhân mà vị này có nhiều phước như vậy đó là nhờ hồi xưa á, khi mà lấy chồng á, chồng có nói năng nặng lời thế nào đi nữa thì cũng dặn lòng là không có giận chồng, không có nặng lời với chồng, không có làm cho chồng buồn. Bà vợ bà chỉ làm được mỗi chuyện đó thôi, tức là chồng ổng có như thế nào đi chăng nữa thì bà vợ bà vẫn ráng chiều ông chồng, vẫn ráng thương ông chồng như là một người mẹ thương con. Thì nhờ cái phước đó được sanh thiên. Cho nên quay trở lại cái hồi nãy sư nói đó, là từ tối đi vào tối hay từ tối đi vào sáng, đó là quyết định của quý vị. Cái chuyện đi lên nó rất là khó chứ không phải dễ. Mà chính bởi vì nó khó cho nên nó quý. Qua câu hỏi khác.